Trương Mộ Mộ, Trương Mộ Mộ, mau truyền thái y vào đi. Ai già muốn chứng thực hiển tính. Dật. Hồ thái y, Hồ thái y, thái nhi của hiền phi có gì bất ổn không? Hồi thái hậu, bẩm thái hậu, hiền phi không có thai. Hồ thái y, có chuẩn đoán sai không vậy? Bẩm nương nương, mạch tử của nương nương quả thật không phải hỷ mạch. Nguyệt sự hiền phi chưa đến lại có dấu hiệu ốm nghén, sao lại không phải mang thai? Người đâu, truyền thêm mấy vị thái y nữa khám chuẩn cho hiền phi. Dần, thái hậu. Lý thái y, Dương thái y, số cuộc hiền phi có thai hay không? Bẩm thái hậu, hiền phi chỉ là ăn no trúng bụng, nguyệt sự không điều, không phải có gì. Không thể nào, gần đây bổn cung không ăn uống được gì, làm sao mà trúng bụng chứ? Ba người hạ quan cùng hội chuẩn, tuyệt đối không chuẩn đoán sai. Mong thái hậu đương đương mình xét. Được, mọi người lui xuống trước đi. Dần, thái hậu. Thái hậu, thật sự có dấu hiệu ốm nghén. Hiền phi à, tiền thái hậu ba lần tưởng là mình có hỷ, làm cho người trên kẻ dưới trong cung rối lên, cuối cùng ai nấy đều mừng hụt. Không sao đâu, sau này để thái y chứng thực là có hỷ mạch trước, rồi hãy đến báo hỷ với ai gia. Đừng mắc công làm cho ai gia vui buồn lẫn lộn. Thái hậu, dứt giả nửa ngày rồi, ai gia cũng mệt lắm, lùi xuống trước đi. Nương nương à, tuy thái y nói thì không mang thai, nhưng người cũng được cái nhanh quá. Nương nương muốn đi đâu vậy? Bổn cung muốn tìm hoàng thượng lập chủ. Đi, đến người thư phòng. Nương nương, nương nương à, không cần đến người thư phòng đâu. Hoàng thượng và dạ quý phi đang ở phía trước kìa. Hoàng thượng này, kêu trắng mà. Hoàng thượng, hiền phi đến rồi. Vậy sao? Hiền phi, lại đây. Hiền phi tham kiến hoàng thượng, quý phi nương nương. Miễn lễ, tạ hoàng thượng. Hiền phi, sao mặt nàng xanh quá vậy? Có sao không? Không sao. Không sao thì tốt rồi. Hoàng thượng, thật tiếc. Hiền phi lại muốn rủ hoàng thượng cùng đi tác quả hay sao? Trẫm có hẹn với các lão nghị sự. Nếu hoàng thượng có chính sự phải làm, thần thiếp xin cung tiễn tại đây. Hiền phi, nàng ở đây du viên với dặn quý phi nhé. Trẫm đi trước. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Miễn lễ. Đúng như hoàng thượng nói, sắc mặt hiền phi quả thật khó coi. Nếu có bệnh thì phải lập tức chữa trị, đừng để giống như Bách Phi bị bệnh suốt không thể hầu hạ hoàng thượng nữa. Tạ quý phi nương nương quan tâm, bổn cung tự biết bảo trọng. Biết thì tốt rồi, điều dưỡng sức khỏe thật tốt mới có thể mang thai chứ. Nếu không lại giống như các phi tầng trước, lúc có thai thì vô cớ bị sảy, không có thai thì muốn có thai tới quá điên quá cùng, quả là tiếc thật.
Bổn cung có dạng hứng nữa rồi. Bổn cung cũng không vô duyên với ngươi nữa. Ngươi cứ từ từ ở lại đây nhé. Nương nương, thật xảo, bổn cung nghi ngờ chuyện mình có tai đã có người tiết lộ ra, nên dặn quý phi mới nói như vậy. Nương nương đừng đang đi. Quý phi làm sao mà biết? Bà dì thái y cũng cùng lên tiếng nói nương nương không mang thai. Nô tỳ nghĩ chắc tại nương nương muốn có hỷ quá, nên chỉ là hiểu lầm. Sức khỏe của bổn cung, bổn cung biết rõ nhất. Chắc chắn có người đã nhúng tay vào. Đợi bổn cung gặp hoàng thượng, nhất định sẽ bẩm báo. Ba tên thái y đó làm sao mà trốn được chứ? Vậy cũng tốt. Cứ để hoàng thượng tìm thấy người đến chuẩn đoán giúp nương nương. Nương nương về cung nghỉ ngơi trước đi. Hồi cung. Thật xảo, cũng may người kịp thời bẩm báo khi bổn cung. Bổn cung có thể chuẩn bị trước. Hiền phi không thể nào vào sống ở cung thái hậu mà yên tâm dưỡng thai. Đây là chuyện thất xảo nên làm. Nương nương không cần phải nói như vậy. Quân trung vô ngã binh. Bổn cung hiểu rõ đạo lý. Ánh Nguyệt lấy 10 lượng bạc kim. Bổn cung ban thưởng cho thất xảo. Vâng, nương nương. Đa tạ nương nương. Hiền phi tiếp tục bị trướng bụng không phải là cách hay. Bổn cung sẽ lệnh cho người dự phòng điều phối phương thuốc cho ả, để hiền phi đẩy hết tất cả mọi thứ trong bụng ra cho nhẹ người. Đi 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 đi. Thí miệng thất xảo đâu? Nô thì không biết. Đi đi. Thất xảo, nương nương đang tìm tỉ. Vậy sao? Nương nương. Nương nương, thuốc đã sẵn xong rồi, người có thể dùng được. Là thuốc gì? Hôm qua chẳng phải bà chị thái y đã nói nương nương bị trúng cục máu sao? Đây là thuốc để điều lý đường ruột. Rõ ràng nói vậy. Chẳng phải ta đã nói rồi mà, chắc chắn là có gian trá. Ta mà gặp hoàng thượng, bẩm thắng sự tình, tìm thái y đến khám. Đổ chai thuốc đó đi. Nương nương, ba vị thái y đã bắt mạch rồi, chắc không có sai đâu. Người mà uống thuốc thì mới khỏe lại được. Chuyện người có thai đừng suy nghĩ lung tung nữa. Thất xảo, người có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ta nói không phải trướng bụng, không phải là trướng bụng mà. Bệnh trạng nương nương là gì cũng không được. Quan trọng là phải uống cái thuốc này thì mới khỏe lại thôi. Người nói cái gì vậy? Còn không mang chén thuốc này đi, ta đuổi cổ ngươi đó. Chén thuốc này nương nương đồng ý uống thì uống, mà không đồng ý uống thì cũng phải uống. Muốn tạo phản hả? Người đâu? Người đâu? Bắt ả lại cho ta. Sao còn không ra tay? Các người dám di cán mệnh lệnh như sao? Nương nương bị trúng bụng, nếu không uống thuốc hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mau đóng cửa lại cho ta. Quả giúp một tay để nương nương uống thuốc. Dân, người phản. Nô tỳ không phản. Thất sở này trước giờ như vậy, chỉ là hiện phi không có nhìn rõ. Chén thuốc này là dặn quý phi bắt người uống, nô tỳ chỉ làm theo lệnh của người khác thôi. Người đừng trách nô tỳ. Thả ta ra, thả ta ra, giữ chặt cho ta. Giữ chặt lại, tránh ra, cút đi cho ta, cút đi. Thả ta ra, thả ta ra. Thả ta ra đi. Nương nương không khỏe, tạm thời không thể bước ra khỏi cung. Các người chăm sóc nương nương thật tốt, không để nương nương ra ngoài mắc phong hàn. Dừng. Phải rồi, nương nương báo bệnh không tiện hầu hạ hoàng thượng. Người đến kinh sự phòng bẩm báo, cứ nói kêu hoàng thượng đến cung các phi tần khác nghỉ ngơi. Dừng.
Bản công chắc chắn thua xin. Bản công đã nhầm người rồi. Nương nương, thế sự vốn dĩ không có chuyện gì đúng hoàn toàn, sai hoàn toàn. Nếu không có thật sự, người có thể trở thành phi tần hay sao? Tuy nương nương đắc sủng, nhưng luận quyền thế trong cung, vì làm sao sống bằng dạng quý phi? Nô tài chỉ là chim khôn biết chọn cành mà đậu. Nhi, 确定吗？你不会欺骗本宫吧？